quá. Đúng là cà phê mất tiền có khác ha. Cà phê trộn đúng là cà phê trộn. Thơm gì đâu á. Ủa cô, chắc cà phê này mắc tiền lắm hả cô? Con không biết đó thôi. Cái hộp cà phê nhỏ xíu như vậy thôi hả? Giá 10 triệu đó con à. Hộp cà phê này mà gần 10 triệu hả cô? Chứ sao? Cô đây nè. Cô còn không dám bỏ 10 triệu ra mua cà phê nữa. Cô tiếc lắm chứ bộ. Cái này là của người ta tặng cho cô đó. Vậy là tính ra một ly gần mấy trăm ngàn luôn hả cô? Nè, con thích không? Thích thì pha thử một ly uống đi, đặng còn biết mùi vị với anh ta chứ. Dạ thôi cô ơi, một ly cà phê đổi được cả chục ký gạo, con không dám uống đâu. Nhỏ này. Dạ ơi. Cái gì vậy? Con làm tiếp gì đi. Vậy? Lên phòng nhanh nha, lên phòng nhanh. Bí mật quốc gia, anh kể cho nghe. Lên lẹ nha. Em đang uống cà phê mà. Lên đi rủ. Ghê thiệt chứ. Không ngờ cậu ba với cô giáo Diễm My là lén lút hẹn hò với nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không thể nào tin được đó là sự thật. Giấu ghê thiệt. Vô đi em. Dạ, con chào chú. Cô đâu rồi? Dạ, cô đi ra ngoài rồi chú. Đã nói là có chuyện quan trọng rồi mà cũng còn đi ra ngoài được, thiệt tình tức quá. Dạ tôi biết rồi. Dạ, vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa, sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Rồi còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực vậy sao ngủ nổi cô? Không ấy, mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con mũi ngoài sân hả? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ? Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi! Sao ạ? Ủa? Ông... Ai như ông sao Tài? Sao ông không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa, chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không, cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai họ mới đến sửa được. Ông ngồi đây. Thôi được rồi. Trời đất ơi, giờ cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi, khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu, một đêm thôi mà. Cứ tới nhà tôi hả? Vô đây. Con chào ông. Cứ ơi, tự nhiên, không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa, Liễu vô đây. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi, ngưỡng ngang. Làm gì? Chị, hổn con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ, có gì đâu cô, người trong nhà không. Đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Đương nhiên là anh em ngủ chung, ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được không ba? Được đó. Không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm chứ đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm mà. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ, vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi, dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu nha. Đại gia đình ơi, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? À, còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh nói không em? Rồi, thì vậy đi ha. Nguyên à. Nhà bà vui. Đi đó này nè anh. Đây. Chui vô lỗ này nè. Chui vô nha. Gì?
Lỗi vậy hả? À, thật sự là tại vì có cái cửa kia nữa mà tạm quên cái thẻ rồi, cho nên là mình đi lỗi này đi đỡ. Chưa được không vậy? Được được, vô đi, vô đi. Ổn không vậy? Ổn. Em ơi, vô đây. Đúng rồi, coi chừng cái đầu. Đúng rồi. À, dạ. Kéo anh vô, kéo anh vô. Dạ rồi rồi rồi. À, dạ. Vô đi ông Quốc. Tại sao khó khăn quá vậy? Rồi. Trời ơi ông Quốc ơi, ông làm cái gì vậy? Ông tránh ra coi. Tới ông làm gì đứng đây vậy? Thôi tôi thui luôn rồi. Trời ơi Quốc. Trời ơi. Mình tìm cà phê uống đi. Ừ, tìm cà phê pha uống em. Ờ, anh tìm chỗ đó đi, anh tìm chỗ đây. Ủa em, cái này phải cà phê không? Ừ, để em coi thử coi. Cà phê chùm á. Ờ, vậy là uống không được hả? Để anh kiếm. Không phải, không uống được. Mà cái này một ký của nó chắc cũng mấy chục triệu. Nhiều đây á cũng hơn 10 triệu á. Anh, cà phê chứ có phải vàng đâu mà mắc dữ vậy. Anh, mình lấy một xíu mình uống đi. Pha thử xíu thôi nha. Pha đi. Wow, đúng là cà phê mắc tiền có khác ha. Thơm quá trời quá đất luôn á. Đúng là nhà giàu có khác hết. Ôi, cà phê gì mà ngon nhất nách luôn. Vậy mới nói nhà giàu có khác hết. Tính ra một ly này là mấy trăm ngàn hơn á. Ừ. Để anh lấy cái bao xong anh xin một ít vàng. Ủa hai anh chị làm gì vậy? Ủa, gì đâu. Tâm ý. Hả? Ủa, anh chị uống rồi hả? Cà phê này anh chị không có uống lung tung được đâu. Tụi chị chỉ uống một xíu thôi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em phải nói thẳng, cà phê này rất là mắc tiền, bởi vì anh chị không có tự tiện uống được đâu. Em xin lỗi nha. Em hả, anh biết nó mắc tiền nhưng mà cho tụi anh xin một ít thôi, anh về tụi anh dùng dần được không? Hả? Mày. Ủa sao anh vô đây hả? Tâm ý rồi. Nhưng nó đi siêu thị rồi sao? Đi siêu thị hả? Ừ. Thời cơ của mình tới rồi. Là gì? À, cà phê hả? Ui, mình phải nhanh lên tranh thủ trước khi nó về. Ủa, anh nhớ đây mà ta. Hay là nó cất đâu rồi? Chắc nó giấu rồi đó, đi tìm đi. Anh chị làm gì vậy? Ôi, tâm ý. Trời ơi, gì vậy? Em nhớ là em đã nói với anh chị rồi mà anh chị còn tái phạm nữa hả? Sao hay là anh chị muốn em dùng biện pháp mạnh? Sao cho em giống như đình anh chị vậy á? Thực ra không phải đâu nè. Anh chị chỉ tính ngửi một xíu thôi à. Em không tin là anh chị chỉ muốn ngửi thôi đâu. Thì dù gì em cũng người quen của anh chị, em thông cảm cho anh chị xíu chứ. Cái này ngon lắm em biết không? Anh chị thật sự muốn uống cà phê lắm hả? Thiệt, anh chị muốn lắm luôn á. Em biết rồi, vậy anh chị đợi em xíu nha. Ok. Ok.
ít đường thôi em. Bỏ chị nhiều đường một xíu. Đúng là có quen biết có khác. Vô kèo cái là nè, anh chị muốn uống bao nhiêu cũng được hết. Ồ, cái này là cà phê gói mà. Cà phê gói mà em giỡn hoài vậy? Dạ, thì em thật sự nói với anh chị là cà phê trộn là thật sự không lấy được. Anh chị thông cảm giúp em nha. Trời, ủa em đi đâu về à? Em đi mua đồ. Ủa, bộ anh chị chuẩn bị đi đâu hả? Anh chị đi đi dạo thể dục quá mà. Dạo mát thiệt hả? Giờ này mà còn đi dạo nữa hả? Em biết làm vậy hơi khó xử, nhưng mà anh chị hợp tác với em chút nha. Là sao? Vụ gì? Dạ, em muốn kiểm tra cái túi của chị. Cái gì tự nhiên kiểm tra túi của chị là sao? Tại vì em nghe mùi cà phê trong túi của chị á. Trời đó, tự nhiên mùi cà phê nơi trong túi của chị. Em quá đáng lắm ở nhà. Lỡ cái túi nó để cái chỗ nào cà phê sao rồi nó nghe mùi cà phê. Với lại em biết là xưa giờ anh toàn xịt dầu thơm mùi cà phê không à, thì nó nghe mùi đúng rồi. Bây giờ em muốn kiểm như vậy, em kiểm đi. Nếu như không có rồi em tính sao? Sao tự nhiên ấy nó chui vô đó vậy ta? Sao nhiều dữ vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Anh chị giải thích sao đây? Thì nhanh nhanh lên, chúng mình sắp về rồi nè. Tức thiệt luôn á, con bé này giấu ở đâu vậy? Không tin luôn á. Không tin luôn. Trời ơi, nồi cơm điện mà cũng nghĩ ra nữa. Trời ơi, con nhỏ này ghê thiệt. Nhỏ này dám giấu nồi cơm điện. Kiếm được rồi. Giờ làm sao đây anh? Giờ làm sao mang về bây giờ? Không biết luôn á, con tâm lý đó tính lắm. Mày lần này mà nấu mà phát hiện ra nổi chắc nhục chết luôn á. Em có chị không? Chị hả? Anh nuốt vô có sao không vậy? Chắc không sao đâu, lát về mình lấy ra liền mà. Vô công anh. Con xin lỗi. Dạ. Hai đứa làm gì mà lâu dữ vậy? Dạ, con đến ăn còn mất rửa tay nên ra trễ xíu. Ủa, em làm gì vậy? Ủa, sao mẹ anh có cộng chỉ vậy? Chỉ nha khoa mà. Thôi, bà về ha. Mấy đứa về nha. Dạ. Tôi về nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà dành nha. Cảm ơn chị dành cho ông. Bye bye mọi người. Chào con gái nha. Bye em. Dạ, bye chị. Cửa em con. Ráng chiều đâu, chút anh ráng lên. Sắp ra rồi á. Đâu rồi? Cái bịch cà phê đâu? Sao có sợi chỉ không vậy nè? Nôn ra coi. Đâu rồi? Anh ơi, hôm nay mình ăn gì vậy? Mai à? Ừ? Có con mì ở nhà không Mai? Không, cậu đi dạy rồi. Sao á? Vậy thì ở đâu ra vậy?
Anh thấy siêu thị giảm 50% cho nên anh mua luôn. Thịt bò bít tết hảo hạng đó mà. Anh đúng là người yêu của em. Dạ tự nhiên nhé, trong trường đời này luôn á. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một món bít tết đã lâu rồi chúng ta không được thưởng thức. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy. Còn có rùa vàng nữa nè. Thích quá. Xin kính mời quý khách. Cảm ơn anh. Trong không khí lãng mạn này, chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức món ăn thôi. Xin giới thiệu với em, đây là món bít tết do đầu bếp chiên không khét. Harris, sao mà cứ đi bậy ở ngoài hoài được hả? Làm ơn đi đúng chỗ được không? Ai mà dẹp cho nổi đây. Thiệt tình luôn á. Ủa, hai người tính chuẩn bị ăn gì vậy? À đâu có, tụi anh chơi đồ hàng. Chơi đồ hàng á mà. Chơi đồ hàng. Đang trong một cái nhà hàng rất là sang trọng, em không thấy có nến có hoa à. Nào mình cùng ăn bít tết nhé. Em ơi, em hãy thử một chút vị của bít tết medium rare nè. Ngon quá à. Cho một miếng nào. Bồ thử một miếng ơi. Thôi, khỏi đi ha. Nè, hai người này ở nhà riết cái thần kinh có vấn đề phải không? Ngon quá. Ao Mi. Mi. Bây giờ làm sao đây anh? Anh mệt tim với con nhỏ này quá. Thịt nướng ngon như vậy á mà ăn ở trong phòng không lòng màng gì hết trơn á. Anh thấy cũng được mà. Chứ bây giờ ăn ở ngoài á rồi mọi người xin ăn làm sao? Nhưng mà tự nhiên nay cái cửa bị hư rồi chứ. Anh, hay làm lấy gì tấn lại ha. Chúng thôi á, Mũi và Hà My á, bà thính lắm, chẳng khác gì hay rít đâu á. Bởi vậy hai đứa mới chơi được với nhau đó. Mà anh thấy không sao đâu, trong phòng mình kín lắm. Bà My chắc không nghe được mùi thịt nướng đâu. Lại đi ăn với anh đi. Hai người ăn gì thơm quá hả? Ủa? Đang ăn gì vậy? Chờ xíu anh Quốc đang thay đồ mà. À, thay đồ hả? Ừ. Xin lỗi nha, không biết. Bạn nghe mùi gì thơm quá hả? Xong chưa? Xong rồi nè. À, xong rồi hả? Ủa? Mà hai người ăn gì? Thơm quá vậy ta? Có gì đâu. Ủa? Sao tiện em vô phòng anh một cách... một cách đường đột vậy? À, em xin lỗi. Nhưng mà sao em nghe mùi gì á, thơm quá vậy ta, mùi thịt hay gì? Không mùi gì đâu. Cái xịt phòng của anh á. Xịt phòng mùi thịt? Xịt phòng mùi barbecue. Vậy hả? Thơm quá. Chứ hai người không ăn gì hả? Có đâu ăn gì đâu. Thôi. À, vậy thôi, tại em nghe mùi em tưởng hai người đang ăn thịt trong này. Không có, chả ăn gì hết. Dạ. Thôi em về phòng đi nha. Dạ. Mùi làm gì đó? Nó không tin tụi này à? Không có. Tại dạ này chân bị yếu nè, đi dễ bị té lắm. Anh mệt em rồi đó nha. Dạ. Hai người không ăn gì hết. Không có, anh nói nãy giờ sao em lì quá vậy? Thôi đi về phòng đi. Em biết rồi. Đi về phòng đi. Biết rồi. Mệt cũng thiệt á. Hết hồn. Hên quá. Ăn con miếng thịt nướng mà sao khó khăn quá. Hai người ăn thịt nướng hả? Đâu có đâu. À. Anh. Hay là mình đem ra ngoài ăn chung đi. Không được. Em có thấy ngày nào mình ăn cái gì nó cũng ra nó xin một miếng, một miếng, một miếng không? Nhỏ nó mặt dày lắm. À, hay là bây giờ mình chờ nó đi ngủ đi. Xong rồi anh với em sẽ ăn thịt nướng thâu đêm. Nhưng mà dạo này em thấy nó hay mất ngủ lắm á. Nó mà mất ngủ là mình nhịn đói luôn á. Thank you.
này dậy, dậy ăn thịt nướng em. Em buồn ngủ quá. Dậy đi, nhanh lên. Đó, em ăn đi, thưởng thức đi, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Nè, rõ ràng là hai người đang thịt nướng đúng không? Nè, rõ ràng là thịt nướng mà. Ăn đi em, nhanh lên. Thôi cho cô ăn chung đi anh. Ăn đi, nuốt vô anh đi, nhanh lên. Nè, mới sáng sớm mà ăn thịt nướng rồi. Hàng kia tối hôm qua em đã nghi nghi rồi mà. Thôi mà, cho ăn chung đi. Thôi em ăn một miếng. Hết rồi, còn cái gì đâu mà ăn. Hai người đúng rất kỹ thiệt á. Bọn trong luôn đi. Nè, rõ ràng là còn mà. Hai người đúng đánh kỹ thiệt á. Còn nó mà còn. Hả? Trời ơi, anh ở dơ quá vậy. Kỹ quá. Hên quá, còn một miếng. Em cũng ngờ luôn á. Anh quá quá, ích kỷ vậy luôn. Bị sao vậy anh quá? Anh quá, anh bị sao vậy? Anh quá. Anh bị sao vậy? Chết rồi. Anh là mắc nghẹn rồi phải không? Julian ơi, cô Liễu ơi. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Anh bị mất nghẹn. Nghẹn thịt rồi. Cô Liễu ơi. Hả? Có chuyện gì vậy hả? Khổ. Bị nghẹn thịt. Bị nghẹn thịt đúng không? Cô cứ vào bệnh viện.